Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày mùng 6 tháng 10 với những nội dung chính sau đây. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận liên ngành. Ông Đoàn Trung Dũng xã Tiện Phiến huyện Tiên Lữ đi đầu cho phong trào hiến đất làm đường. Thông báo kết quả vòng loại liên hoan tiếng hát dân đảng Quang Vinh. Mong ước của người dân bên sông xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thỏa thuận hợp tác liên ngành giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đến sự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 5 năm triển khai công tác cho vay theo nghị định 41 năm 2010 cp và thỏa thuận liên ngành giữa Agribank Hưng Yên với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đến đến ngày 31 tháng 8 năm 2015, tổng nguồn vốn đã lên tới gần 7.900 tỷ đồng, tăng 99% so với năm 2010 do có sự kết hợp chặt chẽ giữa ngân hàng nhà nước và các tổ vay vốn nên chất lượng tín dụng cho vay qua tổ vay vốn được nâng cao qua các năm. Số tổ vay vốn ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên qua các tổ của hội phụ nữ, hội đông dân ngày càng tăng, trong đó dư nợ cho vay qua tổ đến ngày 31 tháng 8 năm 2015 là gần 3.000 tỷ đồng, tăng 81,9% so với năm 2010. Nhân dịp này, ngân hàng nông nghiệp chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã khen thưởng cho 10 tổ chức hội, tổ vay vốn trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác cho vay theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị hè năm 1972 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao nhà tình nghĩa cho hội viên Phạm Văn Lãng, thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Ông Lãng năm nay 71 tuổi, đi bộ đội năm 1964, từng là chiến sĩ thông tin của Bộ Tư lệnh Thông tin, tham gia trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 do hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên trong những năm qua ông Lãng phải ở căn nhà cấp 4 tạm bỡ. Với nghĩa tình đồng đội, hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị hè năm 1972 tỉnh Hưng Yên đã vận động hội viên và các nhà tài trợ ủng hộ 50 triệu đồng cùng với nguồn vốn của gia đình xây nhà kiên cố. Nhân dịp này, huyện Ân Thi, xã Nguyễn Trãi và thôn Mão Xuyên đã tặng quà cho gia đình ông Lãng. Tin buồn, tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hưng yên huyện tiên lữ huyện kim động đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường hồng châu thành phố hưng yên ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí nguyễn văn trang sinh tháng 10 năm 1924, quê quán thôn Dị Chế, xã Dị Chế huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, thường trú tại khu phố Phương Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng. Đồng chí là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhì huân chương chiến thắng hạng 3, huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3, huy hiệu 70 năm tuổi đảng và nhiều huy chương bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Do tuổi cao bệnh nặng, mặc dù được gia đình chăm sóc, các y bác sĩ tận tình chữa trị, song đồng chí không qua khỏi và đã tạ thế hồi 4 giờ 15 phút ngày 16 tháng 10 năm 2015, tức ngày 24 tháng 8 năm Ất Mùi, tại nhà riêng Hưởng Thọ, 91 tuổi. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Văn Trang từ 13 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại khu phố Phương Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2015 và an táng tại nghĩa trang Đồng Xanh, khu phố Phương Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng kính báo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trang, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng, gồm các đồng chí có tên sau. Trưởng ban: đồng chí Đặng Minh Ngọc, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Các thành viên: 1. đồng chí Tạ Hồng Quảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. 2. đồng chí Lê Văn Bình Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. 3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. 4. Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. 5. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, Phó bí thư thường trực huyện ủy Tiên Lữ. 6. Đồng chí Lê Quang Hòa, Phó bí thư thường trực huyện ủy Kim Động. 7. Đồng chí Hoàng Hưng, Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức thành ủy Hưng Yên. 8. Đồng chí Trần Thị Thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hồng Châu. 9. Đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hồng Châu. 10. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu. 11. Đồng chí Trần Văn Hào, Bí thư chi bộ khu phố Phương Độ. 12. Đồng chí Vũ Xuân An, Tri ủy viên, trưởng khu phố Phương Độ. 13 ông Nguyễn Trọng Huấn, trưởng Nam. Tóm tát tiểu sử, đồng chí Nguyễn Văn Trang, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng. Đồng chí Nguyễn Văn Trang, sinh tháng 10 năm 1924 tại thôn Dị Chế, xã Dị Chế huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Tháng 2 năm 1942 đến tháng 8 năm 1945, đồng chí tham gia cách mạng là bí thư thanh niên cứu quốc thôn Dị Chế, xã Minh Khai, huyện Tiên Lữ, tham gia biệt động đội. Tháng 9 năm 1945 đến tháng 2 năm 1946 là đội viên đội võ trang tuyên truyền, nhân viên liêm phóng, huyện Tiên Lữ. Tháng 3 năm 1946 đến tháng 10 năm 1946, đồng chí tham gia lực lượng vũ trang, làm chính trị viên tiểu ban quân sự huyện Khói Châu tháng 1 năm 1947 đến tháng 10 năm 1948, đồng chí công tác vũ trang đội cảnh vệ huyện Tiên Lữ, tháng 9 năm 1947, đồng chí đi học trường quân sự Bắc Sơn. Tháng 11 năm 1948 đến tháng 5 năm 1950, trưởng tiểu ban dân quân tỉnh đội Hưng Yên, thị đội trưởng dân quân trung ban cán sự thị ủy tỉnh Hưng Yên, tháng 6 năm 1950 Đến tháng 6 năm 1951, đồng chí phụ trách đơn vị tù hàng binh chiến dịch Quang Trung. Tháng 7 năm 1951 đến tháng 7 năm 1957, đồng chí là ủy viên ban tuyên giáo, phụ trách trường Đảng tỉnh Hòa Bình. Tháng 8 năm 1957 đến tháng 11 năm 1958, trưởng phòng huấn học tỉnh Hưng Yên. Tháng 12 năm 1958 đến tháng 2 năm 1960, phó bí thư huyện ủy Tiên Lữ. Tháng 3 năm 1960 đến tháng 9 năm 1963, đồng chí là tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Tiên Lữ. Tháng 10 năm 1963 đến tháng 4 năm 1968, đồng chí là tỉnh ủy viên, thư ký ủy ban hành chính, ban tài chính thương nghiệp tỉnh Hưng Yên. Tháng 5 năm 1968 đến tháng 3 năm 1974, đồng chí là tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Kim Động. Tháng 4 năm 1974 đến tháng 10 năm 1984, đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Hải Hưng. Từ tháng 10 năm 1984 đến nay, đồng chí nghỉ hưu tại khu phố Phương Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sau có nhiều cống hiến đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng chí được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhì, huân chương chiến thắng hạng 3, huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3, huy hiệu 70 năm tuổi đảng và nhiều huy chương bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Xã Thiện Phiến được đánh giá là địa phương đi đầu trong hiến đất làm đường của huyện Tiên Lữ. Để có được thành tích ấy, nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, tiêu biểu là gia đình ông Đoàn Trung Dũng ở thôn Toàn Tiến, xã Thiện Phiến. Con đường mới được xây dựng ở thôn Toàn Tiến, xã Thiện Phiến vào đầu năm 2014, với chiều dài 400 mét, chiều rộng 5 mét. Nhìn con đường khang trang to đẹp bây giờ, hẳn không ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước là đường đất rộng chưa đến 1 mét. Để xây dựng con đường, gia đình ông Dũng đã tự nguyện hiến gần 300 mét vuông đất với chiều dài là 70 m và chiều rộng 4 m Cùng với đó, ông phá rỡ toàn bộ tường rào và cổng. Nhờ sự cương mẫu đi đầu của ông, tất cả các hộ dân khác đều tình nguyện hiến đất phá rỡ các công trình. Gia đình ông Dũng là gia đình hiến nhiều đất nhất cho phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thịnh Phiến. nếu mà ông Dũng mà không hiến đất được vào cái con đường này mà mà đi thì cực kỳ là khó khăn mà không thể đi được. Cũng đi trên con đường này cũng có vườn đất ở đây bên cạnh và cũng đi lại hàng ngày. Thế tôi cảm thấy rất là thuận tiện cho tôi và con cháu tôi sau này. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là kết quả vòng loại bảng không chuyên của Liên Hoan Tiếng Hát Dân Đảng Quang Vinh năm 2015. 1. Số báo danh N01 Lê Duy Anh, đến từ tỉnh Thái Bình. 2. Thí sinh số báo danh N07 Hà Minh Cách đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Thí sinh số báo danh N08 Nguyễn Văn Châu đến từ Khoái Châu Hưng Yên. Thí sinh N24 Đoàn Văn Duy đến từ tỉnh Hà Nam. Thí sinh số báo danh N26 Nguyễn Sĩ Duy đến từ tỉnh Hà Nam. Thí sinh số báo danh N43 Phan Thị Liên đến từ Khoái Châu, Hưng Yên. Thí sinh số báo danh N47 Hán Thị Miền đến từ Gia Lộc, Hải Dương. Thí sinh số báo danh N57 Hoàng Quang Tây đến từ Khoái Châu, Hưng Yên. Thí sinh số báo danh N64 Nguyễn Thị Thúy đến từ Tập đoàn Hoàng Phát. Thí sinh số báo danh N66 Vũ Đức Thủy đến từ tỉnh Thái Bình. Thí sinh số báo danh N71 Vũ Đức Toàn đến từ Yên Mỹ, Hưng Yên. Thí sinh số báo danh N73 Lê Quang Toản đến từ Khoái Châu, Hưng Yên. Thí sinh số báo danh N82 Nguyễn Văn Úy đến từ tỉnh Thái Bình. Thí sinh số báo danh N85 Phạm Thúy Vân đến từ thành phố Hưng Yên. Thí sinh số báo danh 89 Nguyễn Khánh Tùng đến từ tỉnh Thái Bình và thí sinh số báo danh N95 Nguyễn Thị Kim Dung đến từ thành phố Hưng Yên. Và sau đây là kết quả vòng loại bảng chuyên nghiệp Liên hoan tiếng hát dân Đảng Quang Vinh năm 2015. thí sinh số báo danh C02 Nguyễn Thị Anh đến từ trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên. Thí sinh số báo danh C07 Trần Quốc Chiến đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thí sinh C09 Phạm Văn Dương đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thí sinh C16 Nguyễn Ngọc Linh đến từ Nhà hát ca múa nhà quân đội nhân dân Việt Nam, thí sinh số báo danh C21 Mai Diệu Ly đến từ thành phố Hưng Yên, thí sinh số báo danh C25 Ngô Thị Thùy Ngân đến từ Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Thí sinh số báo danh C29 Hoàng Viết Danh đến từ nhà hát ca múa nhà quân đội. Thí sinh C30 Đặng Hồng Nhung đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thí sinh số báo danh C31 Nguyễn Văn Phương đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thí sinh số báo danh C35 Nguyễn Đức Tùng đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thí sinh số báo danh C39 Khúc Xuân Thuận đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thí sinh số báo danh C44 Nông Thị Trang đến từ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Thí sinh số báo danh 46 Lê Thanh Trình đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thí sinh số báo danh 49 Trần Thị Thanh Hoa đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thí sinh số báo danh C51 Đoàn Văn Long đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bị ngăn cách bởi dòng sông bắc hương hải thôn bên sông là địa bàn khó khăn nhất của xã bắc sơn huyện ân thi từ bao đời nay cuộc sống của người dân nơi đây luôn phải lệ thuộc vào con đò đã cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn do đó ước mơ có được một cây cầu kiên cố là khát khao từ bao đời nay của người dân nơi đây đây là mong mỏi không chỉ của hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu sống ở thôn bên sông mà ngay cả những hộ dân thuộc thôn Cao Trai, thôn Phần Hà, thuộc địa bàn xã Bắc Sơn. Hiện nay ngoài việc phải đi qua cây cầu Thuần Xuyên, thuộc địa bàn xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, vừa đi vừa về mất gần 10 km để sang trung tâm xã, thì việc đi lại của người dân nơi đây chủ yếu là nhờ vào những chuyến đò chưa được cấp phép. Với hàng trăm hộ, gần 2.000 nhân khẩu, nhu cầu đi lại qua sông của bà con khá lớn. Do đó, chiếc đò tạm không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Giao thông đi lại khó khăn, kéo theo việc giao thương buôn bán và sản xuất gieo cấy cũng không được thuận lợi. Và mỗi vụ thu hoạch, người dân rất khó khăn khi vận chuyển hàng hóa về. Khổ nhất vẫn là các em học sinh. Mưa to, nước lớn, phương tiện duy nhất để các em đến trường là chiếc đỏ cũ. Có những hôm nước lớn đò không sang sông được, nhiều em phải quay về nhà. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của con em tại địa phương. Theo số liệu thống kê của thôn, số học sinh phải dở dang việc học hành mỗi ngày một tăng bởi việc khó khăn trong đi lại. Thì dân ở đây mong muốn làm sao là, là cũng mong muốn bóc cho cái cầu dân sinh rất là, bình thường thôi chứ không phải là đòi hỏi một gì cao xa cả bởi vì cái thôn ở đây là rất là khổ từ bao nhiêu đời nay chứ không phải bây giờ tin an ninh khoảng 7 giờ sáng nay tại gia đình ông Bùi Văn Đốc ở thôn Phán Thủy xã Song Mai huyện Kim Động người dân đã phát hiện anh Bùi Văn Thắng sinh năm 1997 con ông Đốc bị thương nặng với nhiều vết thương ở vùng đầu mặt và mất nhiều máu nạn nhân được đưa đi, đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong thời điểm xảy ra sự việc người thân của nạn nhân đều đi vắng ngay sau khi nhận được tin báo đại tá đỗ đình hào giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của anh thắng Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, cây có muối là loại cây ưa ẩm nhưng không thích nghi và chịu được ngập úng. Vì đây là loại cây có đặc điểm là hệ dễ nấm. Cây có muối hút dinh dưỡng từ đất thông qua hệ nấm cộng sinh với bộ rễ. Do đó, trong điều kiện mưa kéo dài hay bị ngập úng thì đất thiếu oxy và ảnh hưởng tới hệ rễ. Vì vậy, mùa mưa là thời điểm các bệnh hại có xu hướng gia tăng. Giai đoạn bị ngập úng, thì khí khẩu ở lá thường hay đóng lại và không quang hợp, không tạo ra được năng lượng cung cấp cho cây nên bà con có thể phun thêm đường gluco. Khi phun đường gluco thì nên cộng thêm phân ure với tỷ lệ 4 phần gluco cộng 1 phần ure để cây dễ hấp thụ. Trộn đều và lấy ra khoảng 50 g hòa tan trong bình 10 lít phun đều trên lá. Giai đoạn sau ngập úng, bà con nên sới nhẹ phá váng ở lớp đất mặt và đào sảnh để nước rút nhanh. Lúc này có thể bón phân trực tiếp vì khi nước rút, dễ cây bắt đầu rút xuống sâu nên sẽ không bị ảnh hưởng. Trộn đều và bón cho mỗi gốc từ 200g đến 500g đối với cây khoảng 2 năm tuổi. Nếu cây lớn hơn thì có thể tăng liều lượng cao lên. Cung cấp thêm chất vôi cho vườn cây trong giai đoạn này với liều lượng từ 0,5 đến 1kg mỗi gốc. Ngoài ra, có thể phun thêm phân bón lá để tăng cường dưỡng chất cho cây với liều lượng giống như trong thời kỳ cây bị ngập úng. Bà con lưu ý, hàng năm nên bón phân hữu cơ, phân chuồng ủ hoai bục cho vườn cây có mối sau khi thu hoạch sẽ giúp đất thông thoáng, cây phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh và chịu ngập úng tốt hơn. Điều đầu tiên bà con chúng ta cần phải lưu tâm là nên kiểm tra xem là cái cái vườn cam của mình, cái vườn cây có múi của mình nó có bị ảnh hưởng của cái việc bộ rễ do ngập úng hay không vì trong điều kiện mưa kéo dài như vậy thì nó sẽ dẫn tới cái việc bờ sông đất nó sẽ bị thiếu oxy hai nữa là sẽ rất dễ có thể là gây cái hiện tượng mà thối rễ thối cái bộ rễ ở đối với những cái nhà vườn mà không rút được nước kịp thời hay là mà nó nó, nó ngập quá lâu đấy thì bà con kiểm tra bộ rễ và có cái biện pháp mà khắc phục xử lý làm sao cho cái bộ rễ của cái cây có múi của mình nó nó khỏe mạnh trở lại để theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên cây có múi, bà con nông dân cần chủ động chăm sóc tưới nước, dưỡng quả và phòng trừ sâu bệnh trên cây có múi theo đúng yêu cầu kỹ thuật để tăng chất lượng và giảm tỷ lệ dụng quả ở giai đoạn quả chín. Trong sản xuất vụ đông, rau màu là cây có giá trị kinh tế cao nhất, trong đó có cây bí xanh. Để trồng bí xanh được hiệu quả cao, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và bà con về kỹ thuật trồng cây bí xanh trong vụ đông để bà con áp dụng nhằm nâng cao thu nhập kỹ thuật trồng, bà con nên chọn đất có tầng canh tác dày, tơi xốp, dầu mùn và chất dinh dưỡng. Làm luống rộng khoảng 1 m cao từ 25 đến 30 cm, có rãnh thoát nước, mật độ trồng khoảng từ 1.100 đến 1.200 gốc trên 1 xào. Khoảng cách hàng cách hàng 70 cm, cây cách cây từ 40 đến 45 cm. Bón phân, lượng phân trong một xào, phân hữu cơ hoai mục từ 400 đến 500 kg, ure từ 8 đến 10 kg, subelan từ 15 đến 20 kg, kali từ 7 đến 8 kg, phân NPK tỷ lệ 5 10 3 khoảng 20 kg. Bón lót, bà con trộn toàn bộ phân chuồng, phân lân, vôi NPK, bón thúc lần 1. thời kỳ bén chân đến 6 7 lá bón làm nhiều lần, mỗi lần cách nhau từ 3 đến 4 ngày. Bón thúc lần 2, từ 6 đến 7 lá, đến ra hoa rộ, kết hợp vun cao luống. Bón thúc lần 3, thời kỳ quả phát triển. Về chăm sóc, sau khi trồng, bà con phải tưới đầy đủ nước để đảm bảo đủ độ ẩm cho đất. Thời kỳ cây có từ 3 đến 4 lá, đến 7-8 lá thì tiến hành sới phá váng, khi cây bí có tua cuốn thì sới vun cao kết hợp với sới vun sau mỗi lần bón phân để tăng hiệu quả của phân bón đồng thời hạn chế cỏ dại phát triển. Về phòng trừ sâu bệnh, bí xanh thường gặp một số loại sâu hại chủ yếu như bọ trĩ, sâu đục lá, sâu khoang, ruồi đục quả. Cây bí thường bị các loại bệnh như lở cổ rễ, héo rũ, phấn trắng, bệnh giả sương mai. Vì vậy, bà con cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời sâu bệnh hại nhằm có biện pháp phòng trừ kịp thời. Vừa qua, huyện Kim Động đã tổ chức đánh giá kết quả sản xuất thử giống lúa đại dương 2. Qua thực tế sản xuất, năng suất giống này đạt gần 65 tạ trên hecta. Đại dương 2 có kiểu hình gọn, màu sắc lá xanh đậm, bền, đẻ nhánh tốt, chỗ tập trung, chịu thâm canh, chịu rét tốt, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt bệnh đạo ôn vụ xuân, bạc lá vụ mùa, thích hợp với nhiều chân đất, tỷ lệ hạt chắc cao. Đại dương 2 có nhiều ưu thế, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ những địa phương, năng suất cao hơn giống căng dân 18 trên 5 tạ một hectare, thích hợp cho cả gieo xạ và cấy, được nông dân chấp nhận và mở rộng diện tích. Cùng với giới thiệu giống lúa Đại Dương 2, công ty Đại Dương còn giới thiệu trình diễn máy gặt đập liên hợp KBOS với mức tiêu thụ dầu 1,5 lít trên một xào và tỷ lệ dây dụng từ 3 đến 6%. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai thứ tư, ngày mùng 7 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hồi phụ nữ xã Hưng đạo huyện Tiên Lữ có nhiều việc làm thiết thực bảo vệ môi trường. Mỹ Hào, số học sinh tiểu học tăng nhanh những vấn đề cần đặt ra. kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.